Rồi con xin chào các bác yêu xe đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay con buổi chiều con có một chiếc xe độc lạ ở Bình Dương nha các bác. Xe này xe vốn xe hiếm. Nó hôm nay con đưa lên cho các bác tham khảo. Nếu mà bác nào ưng được chiếc xe này đi về sưu tầm hoặc là đạp cà phê cà pháo là ngon lành luôn nha các bác. Độc lạ luôn, hiếm luôn. Xe này con bán xe rất là nhiều nhưng mà dòng sườn này con thấy ít thấy nha các bác. Rồi đầu tiên vô con xin giới thiệu cho các bác một cái xe này, nó có một cái bộ ni lông rất là đẹp. Nó xài một bộ tay ngang nha, với ngầm thắng ngược hiệu Diacom da băng. Nó cái bộ tay ngang của nó có bộ dây âm rất là đẹp luôn ha. Nó có bộ tay chuông là chuông bi gaston của Nhật ha các bạn. Đây rồi nó sở một bộ chén cổ rất là đẹp bằng nhôm ha, đó da băng luôn. Nó bộ chén cổ quá trời đẹp, nó da băng bằng nhôm. Con này nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất đơn giản nhưng nó đẹp và độc luôn nha các bác. Xe này là độc đẹp luôn á. Nó có một cái màu này, một cái màu đỏ cam cam, cái màu này nó khó phối màu lắm. Cái màu này nó đặc biệt lắm, nó khó phối màu lắm. Nói chung là cái màu này nó thuộc vô nhóm hiếm đó. Đây con xe này nó có một cái tem như vậy, nó bộ chân cổ các bác nhìn thấy im không? Nó ghi đông của nó là sáng đẹp da băng, bộ tay thắng nha, cực kỳ đẹp luôn, sáng chói, nước xi đẹp. Xe này đáng sưu tầm nha các bác. Nó xài một con ngàm đưa cơm rất là đẹp luôn. Nó đây nó có một cái hai cái đồ đây nè, để bắt về trước luôn nè, nhưng con cái là nó không có thôi. Rồi nó xài một cái cặp đùm là cặp đùm san xin nha các bác, san xin da băng rất là đẹp luôn, sáng luôn. Đó, con này xài đùm xanh xin đẹp, rất là đẹp. Nó có đèn và dạ quang luôn nè, đẹp nè. Con này á, là xài bánh 700C nha các bác, 700C chuẩn nha. Nếu con xài xa tí cho các bác coi, nó đẹp, cái đồ đẹp của nó dưới độc nó. Nó, cái sườn của nó đây. Đây, xe này xe của sức Mỹ hay gì nha các bác, thấy là nó đóng là Chicago ha. ILUSA GG700C ha. Con xe này cái màu của nó cũng còn rất là đẹp nè, nó không có bị chóc hoặc là bị gì chân. Nó xài cái bộ giò cút tôm một dĩa, cái bi đan nó hơi xấu nha các bác. Đúng cái con này nó phải xài bi đan rõ quạ, nhưng con cái là mấy anh bên chủ thầu lớn là anh gửi bi đan rồi, anh dán cho mình cái bi đan Đài Loan xàm xàm vậy thôi. Đây cái bộ giò, cái chân chống giữa của nó đây rất là đẹp luôn ha, gin luôn nha các bác. Nó chân giống này chân giống gin theo xe nha, không có bắt cho chiếc xe nào được chứ nha, tại nó có cái bát đây nè, mình dặn ngóc vô nè, nó không có cái nắp chụp đâu nè, chân giống gin theo xe nè, có chụp ngon lành luôn nè. Nó bộ giò cút tôm rất là đẹp. Ngàm thắng này thì nó nằm ở dưới nha các bác, cũng đi combi da bằng. Đây cái đùm sau thì cũng là cái đùm san xin ha, đùm xăm xin mà nó xài bạc đạn nha các bác, nó xài bạc đạn căm móc 700C nha. Nó đây là green từ con ốc hết nè, nó mấy con ốc green hết nè. Nó cái yên này là cái yên Bigaston nha. Cái này mình có thể nâng độ cao lên thấp lên cỡ nào cũng được chân nha các bác. Nó đây, nó các bác xem, đây nó có cái chỗ bắt này đèn hay dạ quang nha. Nó xài clip là clip 1 nha các bác, clip 1 da băng, bộ giò cút tôm clip 1 cũng rất là đẹp. Nó cút tôm cũng đẹp cực kỳ luôn, một dĩa. Con này nói chung là nó xài đồ đơn giản lắm, nó rất là chớn luôn đó. Nó bán xe nhiều, con cũng thấy chiếc xe nó độc kiếm gì luôn. Để con quay chớn cho các bác, cho các bác coi xem. Nó giò này bật nó ra nè. Ô, nó cọ bánh. Nó cọ bánh này các bác. Cọ bánh. Nói chung là như nói chung là cái xe này nó độc đẹp đó. Nói chung là xài thì ok ngon lành ha. Mà cái bộ đầu của nó cũng rất là hiếm rồi.
Đó, các bác xem đi cái độ đẹp của nó. Nó giác cò của nó cũng rất là đẹp đấy ha. G700M nè. Đó, xe sức Mỹ hay sao. Bộ chén cổ cũng rất là đẹp, ok luôn. Tem tiết giữ nghĩa là ngon ngon lành, rõ ràng, sắc nét hết. Con không cần quay bánh đâu nghe các bác. Tại vì cái bánh nó kẹt vô cái chân trống rồi. Nó cái chân trống giữa của nó cũng rất là đẹp luôn. Rồi. Bác nào cần mà thấy con xe này được thì alo con nghe. Con giao lưu với con này với cái giá là 7.200.000 bao ship nha. Nó bác nào ưng được thì alo con. Rồi xin chào các bác. Chúc các bác một buổi chiều rất là vui vẻ.